Di Đà Phật mà để chúng chúng tâm cái gì để Phật cầu gia bị. Nam mô số 24. Kỳ rồi chúng ta học về ngài Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết vô ách. Xá lợi tự sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục kỳ thị rồi phải không? Thì hôm nay chúng ta tới đoạn thứ 3 là xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn, nhị tỷ, thiệt thân ý, vô sắc thân hương vị xuất pháp, vô nhãn, giới, nại, trí, vô ý thức. Chúng ta sẽ học tới đây, là chúng ta học tới là học chúng ta hôm nay học là 12 nhập thập nhị xứ và thập bát giới, ha. Nhưng mà để sư cô giảng cái này trước. Này ông xá lợi tử, Đức Phật gọi chúng ta trở lại đầu nha. Thị chư pháp là các pháp nó không có cái thật tướng, các pháp không có tướng, nó không có sanh, không diệt, không dơ, không cấu đó, không dơ, bất tịnh là không sạch, không tăng, không giảm. Thị cố không trung là ở trong cái không đó đó, nó cũng không có cái sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành và cũng không có thức. Cho đến vô nhãn cũng không có mắt. Ở trên đó là thuộc về, để chúng có nghi ngờ không? Bởi vì ở trên đó thuộc về gì? Nó thuộc về là không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không, không tăng, không giảm. Vì thế đó là vô sắc, vô thọ tưởng, hành thức, nó thuộc về gì? Ngũ ánh, phải không? Cho tới hình thức. Bây giờ tới ngũ căn nè. Ngũ căn là vô không có nhãn căn, không có nhị căn, không có thiệt căn, không có ý căn. Không có sắc trần giới. Nó thuộc về, tại vì nó thuộc về 18 giới. Không có thanh trần giới. Không có hương trần giới. Giới là cái cảnh giới đó, giới là có nghĩa là cái căn, cái cõi đó. Không có vị trần giới, xúc trần giới, pháp trần giới, nó đều không có. Cho đến nó không có nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới, nó không có gì hết. Ở trong cái đoạn này nói lên cái gì? Nói lên là 12 nhập, 18 giới vẫn là pháp duyên sanh, y tha khởi. Y tha khởi tánh đó, có nghĩa là sao? Cái này sanh thì cái kia sanh,
cái này diệt thì cái kia diệt, phải không? Vì có sắc trần thì gì, có thanh hương, có vị xuất pháp trần, nó xuất phát với nhau, như lục căn và lục trần nó nhập với nhau, nó nhập giao kêu là thập nhị giới. Lục căn lục trần nhập với nhau gọi là thập nhị. Thập nhị giới là 12 cõi, phải không? Rồi á là từ cái là thập nhị lục căn lục trần rồi cộng với lục thức là thuộc về 18 giới. Căn, trần và thức. Bởi vì khi có căn, có trần mà không có thức á thì căn trần nó cũng già, giống như là cái không, nó không có gì hết, nó không tác động. Do đó là có thức vô đó nó tác động vô thì mình mới nhận thức được cái nào có, cái nào không. Vì có thức nó tác động vào thì cái căn trần nó mới phát khởi. Còn không có thức, không có thức nó tác động vào thì cái căn trần nó không có duyên để sanh khởi. Cái này nó phải kết hợp nhau, 18 giới này nó duyên qua căn trần thức nó mới kết hợp giao ra thân ngũ quận của chúng ta. Mà thân ngũ quận chúng ta không ngàn 18 giới này, mà 18 giới này không ngoài thân ngũ quận của chúng ta. Có nghĩa là 18 giới cũng gồm cả ngũ quận gồm cả 18 giới. Chú Niên hiểu không? Dạ. Đó thì bây giờ cho chúng ta ghi xuống là định nghĩa. Định nghĩa về 12 nhập 18 giới vẫn là y tha. Pháp duyên sanh y tha khởi. Sự tồn tại của hiện tượng vạn pháp nhìn qua hình mạo phải, ta thấy ngàn sai muôn khác, nhưng gom lại phải, chúng nằm gọn trong 18 giới thuộc lục căn lục trần và lục thức, Phật gọi là thập bát giới. Thế mà qua cái nhìn của bát nhã ba la mật chấm hai chấm xuống hàng mở vào kép chấm chấm ba chấm phía trước, chúng ta mở vào kép vô nhãn giới phải, nại chí vô ý thức giới, đóng vào kép chấm xuống hàng. Có nghĩa là 18 giới chúng ta viết không có gì, chứ không là viết hoa, vì tính chất duyên sanh của nó. Đọc tới đây để chúng ta hiểu rồi, phải không? Vì nó duyên sanh tới mình nó mới có, phải không? Thì là nó có từ duyên cái này, từ lục căn qua lục trần lục thức, nó duyên sanh tác động qua lại, nó thấy có nhưng sự thật là không. Mình thấy gì? Thấy bằng cái trí tuệ bát nhã là qua cái vạn pháp đương thể tức không. Nè, dù hiện tại chúng ta có nhưng mà mình biết đó là không, chứ không phải nó không như trong cùi sừng thỏ. Bởi vì chúng ta học bát nhã đó, thì tất cả cái lý đó gì? Lý là không. Thật ra chúng ta phải chịu khó, mình hiểu rồi thì mình qua các pháp khác nó rất là dễ dàng. Đã là duyên sanh thì không có một sự vật nào tự nó đứng yên bởi nó. Nếu nhìn một cách hời hợt, ta thấy nó có đứng yên tương đối, nhưng nó luôn luôn chuyển hóa từng sát na. Chúng ta vừa ghi đó chúng ta hiểu liền, thấy không? Bởi vì sao? Mình thấy cả pháp đó là dây không, nhưng nó y tha cái khác, nó nương y tha duyên khởi tánh là gì? Nó nương cái khác mà nó khởi lên. Chúng ta thấy nó vạn vật, nó dường như là nó đứng một chỗ. Cơ thể chúng ta giống như là dường như đứng một chỗ. Nhưng sao? Nó không phải đứng một chỗ, nó bị vô thường chi phối. Từ từ con người chúng ta nếu có đủ sức khỏe, nó sẽ từ từ lớn lên tăng trưởng, từ nhỏ đến lên tăng trưởng. Rồi bây giờ chúng ta tới thời gian trụ là con người không còn tăng trưởng nữa, qua tuổi 18 hoặc là 20, ha? Thì bắt đầu chúng ta gì, nó sự chuyển quá từ từ dần dần đưa đến gì, đến già. Nó chuyển mà như cha phải đưa thể cái già nó đi, đưa thể tức là không, đưa vào cái sanh lão bệnh gì tử, đưa vào cái không. Rồi nó y tha một cái pháp khác, nó bắt đầu khởi lên nữa. Đó do khi chúng ta biết cái này xong mà chúng ta tự quán chiếu trong cái này, dùng trí tuệ bát nhã, phải không? Mình quán chiếu đương thể nó tức không, mình ghi nhưng mình biết nó là không, mình nhận gọi nó liền ngay tức khắc. À, theo luật vô thường vận động, đó là nghĩa không của Đức Phật nói.
như con người chúng ta thấy cái cây cỏ cũng vậy, phải không? Chúng ta trồng nó rồi xong nó từ từ nó tăng trưởng lớn lên, cứ thời nó hoại diệt cái nó không còn ra trái ra hoa nữa, bắt đầu nó sẽ hoại diệt theo thời gian, năm tới cái nó sẽ gì, nó xanh trở lại, nó không còn bắt đầu hết á. Do đó khi chúng ta biết luật duyên sanh, y tha khởi tánh thì đủ duyên. Mùa đông lạnh quá hết duyên nó diệt, phải không? Tới mùa xuân cái nắng mát lại cái tự nó trồi lên nọ, thì đó đó chúng ta thấy giải pháp duyên sanh là gì đó. Đừng hiểu nghĩa không của đạo Phật như cái không của lông rùa sừng thỏ. Cái không của lông rùa sừng thỏ là gì? Vĩnh viễn không bao giờ có được xảy ra. Còn cái này có nhưng mà không, đúng không? Còn cái không của lông rùa sừng thỏ chắc chắn muôn đời muôn kiếp không bao giờ có chuyện đó lại xảy ra, vì đó là cái chắc chắn của nó rồi, phải không? Mà phỉ báng Như Lai có nghĩa là chúng ta, nếu chúng ta hiểu theo cái lông rùa sừng thỏ, cái không là nó luôn luôn là không có gì hết, không phải là cái không trơn, phải không? Các pháp, cái bàn, cái ghế, tất cả cái dụng cụ chúng ta làm thì nó có duyên sanh từ con người, từ ý thức vô đó mới hình thành được cái bàn chúng ta học, hình thành qua cái quyển tập, tất cả đều có dụng cụ duyên sanh trong đó. Thì tự nhiên thời gian chúng ta sử dụng nó hết, chúng ta quăng tùm gác và đốt đi rồi đó, hết tự nhiên rồi có cái khác tới cho chúng ta, vì đó là duyên thành ra nó sanh. Mà nếu chúng ta hiểu vĩnh viễn như lông rùa sừng thỏ thì nó sai với Đức Như Lai, phải không? Vì Như Lai không phải nói như vậy, mà chúng ta hiểu, chúng ta xứng hàng. Dù đạo Phật có đề cập nghĩa không, chúng ta nhớ luôn luôn cái chữ không là viết qua ha. Dù đạo Phật có đề cập nghĩa không như thế phải, nhưng không được chắc có cái không với bất cứ dạng nào. Chúng ta chấm xuống hàng, mở quạt kép, chúng ta ghi hai câu kệ: khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, phải xuống hàng: thí như ti nịch nhi đầu quả, đóng quạt kép, chấm ba chấm. Chúng ta xuống hàng, ghi cái nghĩa của nó. Cái khí là gì chúng ta biết không? Cái khí, cái âm của chữ Hán đó là bỏ. Cái khí có nghĩa đó là không, là bỏ. Chữ hữu là có, trước là nắm bắt, phải không? Vô là không. Do đó là khi chúng ta ghi nghĩa nè: bỏ cái có, đi tìm cái không, cũng là một thứ chết khổ. Nịch đó là chồng ở dưới nước, phải không? Nhưng sợi chết nước phải đâm đầu vào lửa chất lửa, chẳng hơn kém chút nào. Mà phải hiểu, chấm hai chấm, xuống hàng. Chúng ta chấm ba chấm, nó đầu dòng, mở một kép. Diệt vi thị giả danh, đóng một kép. Để sư cô giải thích cái này, chấm ba chấm kế. Ví dụ như á, để chúng ta hiểu, có nhiều vị Phật tử hỏi sư cô, nói là cha má con nói rằng nó là thôi đừng có thiêu, thiêu nóng lắm, chôn đi, phải không? Thì quý vị biết, nếu mà chôn thì cũng gì, cũng trầm địch ở dưới nước. Mà nó lạnh, có người nói thôi cha má con nói đừng có chôn, thiêu đi, chôn lạnh lắm, phải không? Còn người thì nói thôi đừng có thiêu, chôn đi, vì chôn nóng lắm. Thì quý vị để chúng suy nghĩ, cái mà mình sợ chôn thì mình nằm, mình đưa đầu vào lửa, phải không? Mà mình thiêu thì cái thiêu đó với cái chôn đó nó có khác gì đâu. Khi con người chúng ta chết rồi, thân ngũ ấm chúng ta nhãn nhĩ thị thì thân ý nó không còn trong này nữa, mặt na ai lại gia thức nó không còn trong cái tiềm thức của chúng ta, tiềm thức nó không còn tồn tại đi nữa, thì chúng ta đâu có còn cảm giác gì nóng lạnh hay đau khổ, phải không? Nếu chúng ta còn có nóng lạnh, còn đau, còn khổ, còn sự va chạm đó, thì chúng ta đâu có chết đó, phải không? Mà khi chúng ta bị thiêu rồi thì thần thức chúng ta không còn ở trong đó, thì làm gì còn có nóng, còn có nóng, phải không? Mà chúng ta chết rồi, chúng ta chôn xuống ba thước đất thì chúng ta đâu có còn cảm giác gì bị lạnh nữa, phải không? Cái lạnh cái nóng nó không còn có nghĩa với chúng ta nữa. Mà vì sao chúng ta phải tìm thần thức đi đầu thai? Là vì gì? Chúng ta cái đó lành hết rồi,
tới cái giai đoạn đó là cái sắc thân được trả lời, nó hoàn lợi gì cho đất nước gió lửa, thì nó thuộc về gì? Là không. Do đó mình biết đương thể chúng ta là không, mà sợ chết nước chết chìm mà đâm đầu vô lửa có khác gì đâu. Đó, do đó thì mình chúng ta phải hiểu chết nước hay là chết lửa, cái hai cái đều giống nhau, nó không có khác gì hết á. Chúng ta phải nhớ như vậy ha. Ai hỏi nói thôi đi, nếu mà đi đó là đám ma, mà bạn bè nói cha tôi sợ chết, tôi chết chết chôn, thì quý vị nhớ là đã giải thích phải không? Vì nó không còn thành thích trong đó, nó không có cảm giác gì đau đớn hết á. Thành ra là chết lửa, thiêu hay là chôn, hay là thời đó ta có gì nè, hỏa thổ tán, thủy tán, điểu tán. Điểu tán là cái gì để chúng biết không? Con đà điểu. Dạ, con đà điểu quan sát cho điểu ăn, phải không? Rồi có bốn cái cách là thổ tán, thủy tán, điểu tán, còn một cách nữa là treo cây, không phải, còn một cách nữa, coi như là có một cách chết khác nữa, có nghĩa là thổ tán, thủy tán, hỏa tán, điểu tán, đúng rồi, đúng rồi, bốn cái đó, thổ tán, thủy tán, hỏa tán và điểu tán đó. Thì trong bốn cái này, cái nào cũng thân thể chúng ta cũng hoàn không hết, mà cũng không bao giờ còn thần thức trong đó. Do đó đừng có sợ bất cứ cái gì khi thân thể mình chết. Mà vì sao? Cái người chúng ta thân thiện, nếu chúng ta tu mà chúng ta còn sợ cái đó, chúng ta chưa có đạt được rồi giải thoát hết, hoàn toàn không có giải thoát. Mà chúng ta phải dõng dạc, phải mạnh dạn lên rằng khi chúng ta tu đúng pháp, chắc chắn chúng ta sẽ có giải thoát ngay đương thể của chúng ta, ngay đương đây chúng ta học đây, mà cả ngay như về nhà, dù tiếp xúc, thì dù quý vị tiếp xúc qua bao nhiêu môi trường, qua bao nhiêu đối tượng, chúng ta cũng thầm tâm niệm rằng tất cả các pháp là giả không thật. Chúng ta làm gì để cái là pháp tương đối để đối đãi gì cuộc sống của chúng ta, chúng ta biết rằng đó là nó giả, nó không thật, vì để chúng ta không khổ, có mất cái gì chúng ta cũng ok, phải không? Vậy nên chúng ta đối trị được nó à. Rồi chúng ta vì vi thị giả danh là gì? Tất cả cũng là một cái pháp giả danh thôi, nó không thật. Nó cái câu đó ý nghĩa là gì đó? Cái không cũng là giả danh. Chúng chủ đại chúng ghi, cái không cũng là giả danh. Nãy giờ đi chúng nhớ nha, không là luôn luôn chúng ta phải viết hoa vì định nghĩa gì? Đương thể tức không. Yeah. Phải. Vì không có cái thật không ở trên cõi đời này. Đại chúng, cái thật không ở trên cõi đời này là cái gì đại chúng biết không? Vì không có cái thật không ở trên cõi đời này, cái không cũng là giả danh. Đó, vì không có cái thật không ở trên cõi đời này. Đời sống. Không phải. Hồi nãy sư cô nói là gì đó? Như lông rùa sừng thỏ. Như cái lông rùa sừng thỏ nó là cái thật không, nhưng mà cái thật không đó là cái không bao giờ có. Phải không? Còn cái này gì cái có nó mới có cái không. Đó. Đó, vì cái không cũng là giả danh. Vì không có cái thật không ở trên cõi đời này, chấm, định nghĩa. Vì không vẫn là một pháp. Đã là một pháp, chúng ta viết chữ pháp, viết hoa. Đã là một pháp, tức là một hình thức có. Thấy không? Nó cứ đối đãi với nhau, tiếp tục thôi. Bởi vì mình học có trí tuệ của Bát Nhã là mình phải nhìn cái khí tuệ Quán Nhã xuyên suốt là gì? Ngũ quẩn giai. Không. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi... và đã là một pháp, tức là một hình thức có. Làm sao bạn biết nó là không? Làm sao bạn biết nó là không? Chỉ không chúng ta đóng hoặc mở hoặc kép và đóng hoặc kép chấm hỏi. Chúng ta xướng hàng. Phải hiểu. Để nhấn mạnh đó, cái câu này nhấn mạnh. Chúng ta chấm ba chấm ở đầu dòng, mở hoặc kép. Phải hiểu rằng là gì? Chúng nhân duyên sanh pháp. Phải. Cái này chúng ta khẳng định lại cái trước ngũ quẩn giai không, Đức Phật đã nói rồi. Thì kỳ rồi chúng ta cũng học gì? Chúng nhân duyên sanh pháp, xuống hàng. Ngã thiết tức thị không, Đức Phật lặp lại. Đóng mật kép. Chúng ta chấm xuống hàng. Diệt vi thị giả danh. Cái chỗ diệt như vi thị giả danh, chúng ta mở hoặc kép. Diệt này là chỉ diệt là diệt dây đê nha. Diệt thị trung đạo nghĩa, chúng ta đóng hoặc kép, chấm ba chấm.
Trung đạo nghĩa, cái pháp trung đạo đó, nó đối đãi giữa có và không, phải không? Đức Phật lấy cái pháp trung đạo để Đức Phật tu. Đức Phật cũng không bao giờ thiên một bên này có hay là thiên bên kia không. Đức Phật lúc nào cũng đi trung đạo, gọi là trung đạo đế đó, phải không? Để gì? Để đạt được một cái đỉnh cao tối thượng, đó là trung đạo thực tướng. Rồi chúng ta chấm xuống hàng. Thế thì sắc tức là không, sắc tức thì không, không tức thì sắc, không tức thì sắc. Để khẳng định gì? Sắc là không, không là sắc vậy. Đây chúng ta để định nghĩa chắc chắn của nó, phải không? Không là sắc vậy. Thử tìm nghĩa duyên sanh qua 18 giới ta thấy. Chấm hai chấm xuống hàng. Thập bát giới là do 6 căn cộng với 6 trần cộng với 6 thức thành 18 giới. Chấm hai chấm. Nếu tách riêng, cái này chúng ta khẳng định mạnh để gì? Để chúng ta hiểu. Nếu tách riêng căn, chúng ta dí hoa phải, trần chúng ta dí hoa phải, thức chúng ta dí hoa, thì chẳng còn gì để gọi. Để chúng hiểu này ha. Bởi vì sao? Có căn, có trần, có thức, chúng ta mới có cái tên để gọi. Mà cái căn nó tách ra, cái trần tách ra, thức tách ra thì đâu có gì hợp lại để gọi. Cái ngũ uẩn của chúng ta nó gồm gì? Cái thân của chúng ta gồm có thập bát giới trong này, giữa căn, trần và thức. Mà thức không có thì thân chúng ta đâu có tồn tại đâu để gọi còn tồn tại là thân. Mà thân chúng ta gồm gì? Gồm ngũ uẩn sanh cái thân này. Mà thân này phải nương vào ngũ uẩn mà muốn tồn tại ngũ uẩn. Muốn tồn tại phải có cái thân này, mà thân này muốn tồn tại cũng phải có ngũ uẩn. Nó rất kết hợp với nhau để tồn tại thân chúng ta. Mà tách rời nhau rồi thân chúng ta không tồn tại. Mà nếu mà căn trần và thức nó tách rời nhau thì vạn pháp vũ trụ này không có gì gọi là có chứ, phải không? Mà chúng ta cũng không còn tồn tại, mà thế giới này cũng không một người nào còn tồn tại trên thế giới này, coi như là nó không còn gì cả, phải không? Nó dùng chữ tệ tất nhã. Vì chúng ta có tồn tại đây, do đó Đức Phật dạy chúng ta phải gì? Đương thể chứ không. Mình phải thấy vạn pháp nó là không, lúc nào cũng khẳng định câu đó. Chứ mình tịnh mà cái đèn chỗ chánh điện chúng ta bên kia vậy. Sư cô, thí dụ như thì nói như vậy, thí dụ như có những người mà người ta bị hoàn toàn nằm trên giường mà bị mất cái thần thức luôn, người ta chỉ nằm như là chỉ có cái căn, có cái trần, cái trần thôi, cái thức vẫn có nhưng mà cái thức nó hoạt động, nhưng mà cái thức đó là bị liệt, nó vẫn có, thấy không? Và nó không biết, nó họ cũng nhìn tới nhìn lui, nhưng mà cái thức nó bị liệt, nó không có, nó không còn tại cái căn và trần thôi, nhưng vẫn có thức ở đó, nó tiềm năng ở đó, nhưng mà thức nó không hoạt động mạnh, nó không hoạt được. Vì là cái não của chúng ta nó bị liệt, nhưng cái não đó nó thuộc diệt căn. Cái não nó thuộc diệt căn, phải không? Nó thuộc còn trần đó là các vật ở bên ngoài đó, nhưng mà cái thức nó có trong đó. Thì cái cơ thể chúng ta có ăn có uống vào, có cái sự nuốt tới nuốt lui, nó vẫn duy trì, tại vì có thức nó mới duy trì thân thể của chúng ta được, phải không? Căn trần không có thức không thể duy trì, chúng ta không có duy trì được. Nó có thức nhưng mà thức tiềm năng bị chìm đi, bởi vì cái thức nó liên kết với cái não. Mà cái não chúng ta không hoạt động thì cái thức nó không có hiện khởi, nên vẫn nằm ở đó. Ăn thì chúng ta đút vô trong ống thì nó có hoạt động cái bao tử, phải không? Cái bao tử nó có co bóp, là có thức nó co bóp, nhưng mà cái cảm nhận mặn đắng chua lạc cay nọ nó không có cảm nhận, bởi vì cái não nó bị tê liệt rồi, nhưng cái thức nó còn hoạt động mà hoạt động chìm, phải không? Chúng ta phải hiểu cái đó. Nó vẫn còn thập băng giới còn trong đó, lục căn lục trần lục thức nó vẫn còn nằm ở đó. Nếu khi nào hoàn toàn không có lục thức thì căn chúng ta không tồn tại, nó sẽ bị hủy hoại, hiểu không? Cái thức Aleya chúng ta đi rồi thì căn chúng ta thực chết, thì cái thức của chúng ta sẽ bị hủy hoại theo thời gian và nó sẽ sừng thối. Tại vì cái thức nó không còn thì nó không vận động được, dù cái thức cái não bị liệt, cái thức còn đó thành ra bao tử nó vẫn còn co bóp để nuôi thân thể, hiểu không? Nó vẫn còn tiềm năng về chứ chung.
giờ mấy người mà giống như họ thiền mà gọi là họ không ra được cái thiền mà họ kẹt đó, người nhìn giải thông như thế nào cho tổng quả nhập ma cái đó đó chú biết xong, cái đó là đi lạc thiền rồi. Với một người có trí tuệ, người ta đi vào thiền được, ta ra định, nhập định được, ra định, xuất định được, chú biết không? Còn nhập định được mà không được có lối thoát ra thì chúng nó đi lạc thiền rồi. Mà một người tu mình phải gì? Mình phải an lạc giải thoát tức ngay chỗ đó. Mà mình tu mình không có an lạc, không có cỡ được cái tâm thức của mình thì mình vẫn bị kẹt và mình cũng chưa có đúng pháp, mình vẫn kẹt, phải không? Nếu chung đường chúng ta đi thông thì chúng ta đi thẳng một đường tới, còn chúng bị nghẹt rồi, chúng bị tích, phải không? Bị tích thì chú không có lối thoát, chú biết đường đi thì không, chú biết được đây lên tôn tô, chú phải biết đường đi rõ lên tôn tô, không chú không biết đường chứ đi lòng vòng lòng hoài không biết ngõ ra. Thì mình vào thiền nó cũng như vậy, cái đỉnh cao của cái thiền của mình á, đi vào định để phát tâm trí tuệ. Mà khi mình nhập định rồi mình có lối ra, mình sẽ xuất định. Mà nhập định rồi không có lối ra thì xác mình sẽ bị quỷ hoại. Bởi vì sao? Khi cái định rồi cái mình hồn mình đi rồi, ta tưởng là mình chết, nhưng mà nhiều khi á cái hơi thở còn cái có ra vào đó nhưng mà mình không trở về được, phải không? Không trở về được thì cái thức mình có, còn hơi thở tới lui giống như là cái não mình bị liệt vậy đó. Tại vì mình tu bị nghẽn, mình không có lối thoát, nhưng mình đúng không đúng pháp. Thành ra cố gắng với tu là chúng ta phải làm sao đi cho nó đúng pháp, đi vào mình quán cái gì đó cho nó chắc chắn cái phương pháp đó để chúng ta quán. Thí dụ như quý vị quán xuất hồn, cái phương pháp xuất hồn nó không phải là cái một phương pháp định của Đức Phật, đó là thuộc về ngoại đạo thôi. Bởi vì sao? Quý vị còn mong cầu, còn mong cầu bay đi chỗ này chỗ kia. Do đó khi mà Ngài Mục Kiền Liên đương thời của Đức Phật xong, bên dòng họ Tỳ Xá Ly bị là dòng họ Tỳ Lưu Ly qua để vì cái sự mối thù từ tiền kiếp trước là kéo quân qua đánh, thì là Đức Phật biết đó là dòng Phật Thích Ca sẽ bị chết hết do vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua đánh, là mình phải trả cái nghiệp đó. Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên thương, phải không? Thương mới lem hết trơn tất cả những dân chúng ở thành Tỳ Xá Ly đó đi vô để cho bình bát để đưa lên hư không à, thì rồi qua hư không rồi thì cái nghiệp nó cũng tan tầm ở trong bát của Ngài Mục Kiền Liên khi đem xuống toàn là máu không. Cái nghiệp mình phải trả, nhưng Đức Phật không cho dùng thần thông, Đức Phật cấm không cho dùng thần thông, mình phải đi bằng bộ, phải không? Không thể nào đừng có lấy cái thần thông mình ra để gì để diễn tả cho tất cả những quần chúng coi. Khi mà mình đưa ra rồi mình sẽ mất, nó không còn tồn tại. Bởi vì sao? Cái ngã mình còn, cái chắc mình vẫn còn, ta đây biết thần thông do Đức Phật diệt. Ở trong luật có một vị tỳ kheo cũng là đạt được thần thông, và khi đi là tới Ngài Bồ Tát, Đức Phật tụng giới, thì quý vị đến để gì? Đến Ngài Bồ Tát để nghe giới. Có một vị đó dùng thần thông để đi, Đức Phật khi đến đó, Đức Phật biết mà Đức Phật hỏi hôm nay ông đi bằng gì? Thì cái vị tỳ kheo đó bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đi bằng thần thông, dùng thần thông đi. Đức Phật nói ông từ đây về sau ông phải đi bằng bộ, ông không nên đi dùng thần thông đi. Do đó Đức Phật cấm. Cái gì cũng vậy, mình thể hiện ra điều lầm mắt. Do đó Đức Phật không cho mình để dùng thần thông mà chiêu bài ra, giống như cái Ngài Mục Kiền Liên mà trong Buddha chiếu phim đó, Ngài dùng thần thông đi lên trên để mà lấy một cái bình bát của Đức Phật xuống đó, phải không? Do đó khi Đức Phật cũng đâu cho, đi về bị Đức Phật quở, phải không? Do đó mình tu mình đừng có phô bày sự chứng đắc của mình. Nếu phô bày sự chứng đắc của mình thì mình chưa đạt được gì cả. Mà người mà càng đi sâu vào, mà người họ đi hiểu được chân lý về cái phương pháp giải thoát của Đức Phật đó, họ không bao giờ họ đạt được, không bao giờ phô bày ra. Bởi vì cái gì phô bày ra, tâm cái gì sạch loạn liền. Loạn liền thì cái sự chứng đắc của gì sợ mất liền ngay tức khắc ở đó. Do đó mình không được thể hiện dùng thần thông, hay là mình nhập định mình không có lối ra. Cái người mà nhập định không có lối ra thì quý vị đó là tu lạc thiền rồi. Đức Phật nói á, tu tứ thiền vẫn lạc vào trong ngoại đạo, vì tứ thiền đó của ngoại đạo chứ không phải của Đức Phật. Là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ đó, thì nó cũng vẫn là của ngoại đạo chứ không phải là của Đức Phật. Do đó đó, mình dụng và không vô biên xứ, thức vô biên xứ cái đó chưa đủ để mà đạt được cái quả đại định của Đức Phật. Mình có thể đi sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa, cái này mình đạt được cái gì? Trong lòng mình hân hoan,
khi mình đạt được một cái từng tứ địa, phải không? Một cái địa nào đó trong tứ địa này mình cảm lạc hân hoan hơi hết trong tâm hồn của mình, nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài vì cái phương pháp mình đạt được đó. Do đó khi mình có đạt, có dính mắc cho đó thì mình chắc. Còn mà nói mà tu mà mình nhập thiền không có xuất thiền được thì mình tu lạc rồi, chú biết không? Mình phải mở thông sáu lúc, mình phải mở thông hết mắt tai mũi lưỡi thân cùng ý chúng ta, mà chúng ta còn vướng một trần nào trong sáu, trong lục trần căn thì nó đối với trần, phải không? Mà chú mắt chú nhìn sắc chú vướng thì chú không thông rồi, phải không? Tai chú nghe tiếng mà chú tức cực, chú đã không thông gì nhỉ rồi thì nó bị chướng rồi, bị gì tích ở đó rồi. Thành ra chú phải làm sao lục căn lục trần lục thức chú phải thông hết thì chú gia nhập vào đời, chú không bị chướng, không bị chướng. Dù chú đi vào chỗ tủ rượu, chỗ điếm, ha, chỗ đó chú cũng không bao giờ bị nhiễm. Chú không bao giờ bị nhiễm bởi vì sao? Bùng qua sen mọc từ bùng, mà bùng nhơ nước đục nó không làm nhiễm được hoa sen, nó không làm hoa sen bẩn đục, vẫn đục gì bùng, nó vẫn hiển nhiên tỏ ngát hương thơm của nó vươn khỏi bùng. Ngọc ở trong đá, chú tìm ngọc ở trong bùng nó không có, mà đá chú tìm ngọc phải tìm ở trong đá, phải không? Muốn đạt được tịnh là chú phải thông tất cả các căn các trần, mình mới có một cái phương pháp giải thoát thật sự trên. Còn cái nữa, giống như hồi đó Đức Phật mình không có cái microphone, mà Đức Phật ngồi tuốt lút trên giang mà nói sao họ nghe được, con hiểu cái chỗ này con chưa có hiểu. Không, thật sự bây giờ mình có đủ phương pháp dụng cụ đúng để sử dụng, chú hiểu không? Cái hồi đó còn mấy ngàn người thì liên lạc nhau bằng thần thông, liên lạc lạc cho bằng thần thông. Nhưng mà sư cô nói chú nghe, thật sự cái hồi xưa nó bị thánh tăng không thấy giống như ồn ào giống như mình bây giờ đâu, ngồi rất là im. Một cái chỗ mà quý vị chư tăng ngồi đó, vua Ba Tư Nặc khi bước vô trong cái chỗ Đức Phật thuyết pháp, phải không? 1250 thì kheo yên phân phất, không có một tiếng động. Tiếng của Đức Phật dù nhỏ nhưng mà thánh thót khắp cả hư không, để cho mọi người đều nghe hết. Vua Ba Tư Nặc bước vào bạch lại Đức Thế Tôn, sụp xuống lại Đức Thế Tôn liền: ở đây có một mình Đức Phật thôi, mà Đức Phật cai trị xung quanh cả 1500 vị tỳ kheo mà vẫn lẳng lặng nghe Đức Phật không còn một tiếng ồn, làm cho tâm con cảm thấy rất là quan hỷ. Con là một vị vua, phải không? Cai trị thiên hạ mà con nói mai nghe lời con hết. Khi con nói lên, bên đây tiếng ồn, bên kia tiếng ồn, người nào cũng cướp lời con hết. Bởi vì sao? Cứ quay lực của Đức Phật, cái đức của Đức Phật nhiếp phục hết tất cả quý vị rồi. Khi bước vào trong một cái thiền đường đó, tự nhiên cái trách nhiệm mình là gì? Phải giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh, không làm dao động. Mình bước vào đó là gì? Mình ở trong cõi Phật rồi. Dù mấy vị là thánh tăng, mấy vị là thánh bình thường, nhưng hiện diện đang trước Phật, quý vị đang ở thật sự đang ở cõi Phật. Mà cõi Phật ở đâu? Ở tại thế gian chúng ta, bằng hiện hữu một con người thật sự bình thường. Đó, do đó khi vào đó rồi, bây giờ sư cô không cần microphone, nếu tất cả quý vị yên tĩnh, sư cô cũng vẫn dùng cái âm thanh của sư cô giảng, quý vị đều phải nghe hết thôi, phải không? Huống chi là ở trong núi thì cái gì, cái âm vang của chú á, nó vang gọi lắm. Khi chú la lên một tiếng, cái tiếng của chú nó dội từ cái chỗ núi khác, nó dội vọng lại thì phải không? Thành ra ở trên cao chừng nào có tiếng chú nó thông chừng nãy, mà trên đỉnh núi lên xuống chú biết cao chứ đâu có phải thấp. Chú đã đi rồi, chú cô Thủy đi rồi chưa? Nó trên đỉnh núi lên xuống rất là cao, mà ở chỗ đó một cái mỏm ở bên ngoài, còn khi qua cái mỏm đó rồi là một thẳm sâu xuống dưới này. Ở dưới này là toàn là đọt cây không, mà nó thẳm sâu phía dưới cái đỉnh núi đó cao bên trên. Thì sư cô cũng may mắn được đi rất là nhiều lần ở đó, bởi vì năm nào mình cũng được đó là đi 2-3 lần vào những cái mùa nghỉ hè, nghỉ đông, nghỉ thu. Thành ra những cái ngày đó sư cô tranh thủ đi lại Phật, còn lúc ở Ấn Độ. Do đó là chú biết, thành ra ở trên cao chừng nào có tiếng cái chú vang chừng đấy. Đó, thành ra do đó thì Đức Phật giảng pháp cho 1500 vị tỳ kheo, 250 vị tỳ kheo ở trên núi, thì đương nhiên cái tiếng của Đức Phật là dù nó tiếng nhỏ nhưng mà nó vẫn âm thanh vang dội như thường. Đó, cái đó là cái quay lực của Đức Phật, phải không? Thành nãy sư cô, cái bàn nó có thức không sư cô? Cái bàn này hả? Nhìn đương thể của nó không có thức, nhưng nó nhìn về trí bất lợi bất nhã nó có thức trong đó. Cô Di biết tại sao không? Bởi vì khi chúng ta làm cái bàn này qua con người,
qua con người, chúng ta muốn bàn vô ngắn dài từ cái ý thức nó tác động vào mới đàm con bàn này, được cái bàn này. Phải suy nghĩ rằng cái bàn này nó kết hợp từ bao nhiêu chất liệu để kết thành một cái bàn. Thì mình nhìn thấy đương thể của nó là không có thức, phải không? Cái này không thức, nhưng sự thật ra dùng trí bát nhã nhìn, nó vẫn có thức ở trong đó, mới hình thành được cái bàn. Qua nhân duyên kết hợp, phải không? Để mình hiểu rồi ha. Thì tất cả các pháp từ nhà cửa cho đến tất cả vật gì mà nó hình thành được, thì cái đó vẫn có thức trong đó. Mình phải hiểu qua trí tuệ của bát nhã. Nếu không có thức thì cái vật nó còn y nguyên. Và thí dụ như bữa hổm mình học từ cái bốn loại tâm: thọ một tâm, duyên lực tâm, tích tụ tâm, tích tụ tinh yếu tâm. Và cái cây, mà cái còn cái cây chúng ta nhìn nghĩ là không có tâm trong đó, nhưng mà sự thật nó có ở trong đó. Tại sao? Nó phải sinh trưởng lớn lên, nó hấp thụ từng nước mưa, từng tất cả mọi thứ, nó có thể cảm nhận được tình của chúng ta, được cái nắm rộng của chúng ta. Do đó nó vẫn có thức trong đó. Nếu dùng trí tuệ bát nhã chúng ta nhìn qua hiện tượng và pháp, tất cả đều có thức hết. Nhưng mà gì? Cái hiện khởi, cái không hiện khởi. Hồi nãy cái sắc là không, không là sắc vậy kìa, phải không? Căn trần và thức chẳng còn gì để gọi. Chúng ta xuống là cắm xuống hàng. Tóm lại, Phật phủ định thập nhị nhập, chúng ta cũng có thể gọi là thập nhị xứ ha. Nhập là xứ, hai cái này nó cũng giống nhau. Và thập nhị nhập, thập bát giới là nhằm khẳng định, là nhằm khẳng định cái lý. Chúng ta mở quật kép: dạng pháp duyên sanh. Dạng pháp duyên sanh là chúng ta ghi chiếc chữ hoa. Tất cả hiện tượng đều cùng một tính, chúng ta chấm hai chấm. Y tha khởi này chúng ta viết hoa. Vì có nhân duyên nên Như Lai Co nói, chấm hai chấm ở quật kép: thập nhị nhập, thập bát giới đều không. Chúng ta đóng một cáp lại. Đó, chúng ta thấy hôm nay á, chúng ta học về gì? Về 12 nhập, 18 giới vẫn là duyên sanh y tha khởi, phải không? Tất cả các pháp là cái nhân chính của nó là gì? Y tha khởi. Vì có cái này mình có cái kia, có cái kia mới có cái nọ, phải không? Cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Do đó là tất cả đều nương với nhau mà khởi. Nếu không có y nương với nhau thì nó không có các pháp sanh khởi. Do đó cái này là cái căn bản chính. Nó vì có nhân duyên nên Như Lai có thập nhị nhập, thập bát giới đều là không. Mình phải nhìn gì? Đương thể của cái này là tức là không. 12 cái nhập là cái gì? 12 nhập là nhãn căn, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Cái này chỉ là căn thôi nha, chưa có thức tác động vào. Rồi là tới là sắc, sắc trần giới. Sắc thanh hương vị xuất pháp đó, sư cô nói phía trước đó. Sắc thanh hương vị xuất pháp đó, nó thuộc về gì? Là trần. Căn với trần nhập với giao mới cộng với thức mới tác động. Căn với trần ở thập vị 12 nhập là không có nhãn căn, không có nhĩ căn, cái đó là thuộc về lục căn. Rồi cộng với lục trần nè là cộng, rồi gọi là thập nhị nhập. Lục trần là sắc thanh hương vị xuất pháp trần. Mình ghi gì cho nó dễ: sắc thanh hương vị xuất pháp trần, phải không? Nhãn nhị thiệt thanh ý căn mình cộng lại gọi là thập nhị nhập. Mình để ký bàn là thập nhị nhập. Rồi mình tới nhập này mình cộng qua ý, sáu ý là nhãn nhị thiệt thanh ý thất đó. Nhãn nhị tỷ thiệt thân ý à, là cái căn, là trà trà là thức, thức nhãn, thức nhị, thức tỷ, thức thân, thức ý, thức là thức, nó thuộc về thức. Thuộc về thức. Khi là bây giờ chúng ta sơ cô thí dụ nhãn căn, cái nhãn là mình có cái con mắt thôi, phải không? Thì nó đối với cái trần, sắc trần, cái nhãn
nhãn căn mình đối với sắc rằng là khi mình nhìn cái hoa, muốn mình muốn biết nó đẹp thì có phức hệ thích tác động vào, phải gồm ba cái này mới tác động vào thì là thập bát giới mới hiện khởi, phải không? Nếu có căn có trần không mà không có thức thì thập bát giới nó không hiện khởi. Hiểu không? Thì đó, khi cái nhãn căn của chúng ta nó tiếp xúc với gì, với sắc trần, với sắc trần thì có ý thức vô, mình nhãn thức từ con mắt, khi ý thức nó tác động vào thì mình mới nhận thức ra cái hoa đẹp, cái ly nhỏ ly lớn, tất cả hiện tượng vạn pháp trên vũ trụ này là nó như thế nào, mình mới nhận định được. Phải không? Cái hương trần cũng vậy, cái mùi thơm, phải không? Mà khi chúng ta nếu không có lỗ mũi cái tỷ, chúng ta không có cảm nhận được mùi thơm, mà có đó chỉ căn và trần thôi, thức chúng ta tác động về, chúng ta biết cái đó, đó là thơm, tác động vào chúng ta biết đó là thơm, thúi, hôi, tanh, tất cả mọi thứ thì cũng do thức tác động vào chúng ta mới cảm nhận phân biệt được. Nếu nói về 12 nhập không, 12 nhập không thì nó không tồn tại, chứ Đức Phật hồi nãy nói, phải không? Nếu căn, trần, thức, tất cả mọi thứ tách rời ra thì không còn gì để gọi hết ở tại thế gian này, nó không gì tồn tại hết. Yeah. Phải không? Vì nó có cái này tồn tại, cho nên Đức Phật khẳng định nó là gì? Y tha khởi tánh. Cái tánh đó thuộc gì? Y tha khởi, nương với nhau mà khởi, nếu không có nó không khởi, phải không? Đó, thì bữa nay chúng ta học về gì? 12 nhập, 18 giới, vẫn là duyên sanh đi tha khởi. Tại vì bài kế tiếp á, mà chúng ta đưa vô nhãn là nãy chí thế vô vô minh diệt vô minh tận, nó qua gì 12 nhân duyên, nó rất là dài. Do đó đến tuần sau chúng ta học tiếp 12 nhân duyên, về tiếp cái bài là vô vô minh diệt vô minh tận, nãy chí vô lão tử diệt vô lão tử tận nha. Thì tuần sau chúng ta có cái gì lão tử diệt tử tận, vô khổ tập diệt đạo, chư sư cô sẽ giải thích qua tứ đế để mình học về nhân duyên. Nó do đó là tuần sau á nó rất là dài, mà sư cô sẽ gì trích ra ngắn gọn để gì giải thích qua thật pháp số cho quý vị. Hôm nay á là tại vì chúng ta cũng học pháp số luôn đó, bởi vì sao? Học về trí tuệ bát nhã, trí tuệ bát nhã mà chúng ta phải nương vào pháp số chúng ta mới nhận thức được cái trí tuệ bát nhã đó. Pháp số là gì? Lục căn, lục trần, lục thức, phải không? Từ đó từ thuộc về pháp số. Mà nói gì thập nhị nhập, thập bát giới cũng là gì? Cũng là pháp số. Đó. Cái pháp số là căn bản trong đó là đạo Phật của chúng ta để chúng ta biết. Do đó thì là tuần sau chúng ta học tiếp tục để gì chúng ta nhận thức được. Thì bây giờ là đến đây chúng ta nghĩ là chúng có câu hỏi gì cứ hỏi. Sư cô, chúng hỏi nhiều ai cũng có sáu căn, sáu trần, sáu thức, nhưng mà cái sự mà sáng suốt của từng người nó làm sao mà giải thích được trong cái đó. Dạ. Thật sự ra tất cả là chú bố hợp sư cô hỏi cái gì? Đức Phật có bao nhiêu quy luật? Quy luật duy nhất đó là căn bản, là luật nhân quả. Mà sáu căn, sáu trần, sáu thức này với những người ngu si, là những người thông thái, hay là những người là đạt được quả giải thoát giác ngộ, cũng do việc nhân duyên mình gieo trồng. Nếu chúng gieo trồng, muốn gieo trồng cái trí tuệ thì phải học. Phải không? Phải học thì trí tuệ chú mới phát sanh được. Còn chú không học làm sao trí tuệ chú phát sanh được? Mặc dù cái vốn liếng chú có, chú phải khai triển nó giống như ngọc. Phải không? Nếu từ đá mà chú không mài dũa nó để thành một cái miếng ngọc quý báu thì làm sao ngọc trở thành gì? Thành quý báu được, phải không? Nếu ngọc đó thì phải nhờ mài dũa thì nó mới thành ngọc được. Còn mà không có mài dũa thì nó vẫn là cục đá bình thường. Phải không? Di truyền vàng, tất cả mọi thứ chú muốn cho là nó thành một chiếc lắc hay là một sợi dây chuyền hoặc cái bông, chú phải tạo qua mọi hình thức dáng đó, rồi chú phải học nó chú mới làm được, chứ không học sao làm sao mà chú làm được. Thì chú muốn nhận định con người mình có trí tuệ hay không, chú phải học để chú gieo nó. Đó là gì? Lực nhân quả. Mình có trồng cây thì mới hưởng được, phải không? Giúp chú không trồng cây làm sao chú hưởng được? Mà chú muốn có cái nhân quả giải thoát thật sự, chú phải gieo trồng gì? Gieo trồng cái nhân quý. Cái nhân quý là cái nhân giải thoát giác ngộ, mà chú phải tu tập gì? 37 phẩm trợ đạo, phải không? Chú phải tu tập diệt trừ thập kiết sử, trừ vô minh bạch vi tế hoặc. Cái nhân tố đó là nhân tố quý báu nhất của chú để thành gì? Một cái người giác ngộ giải thoát thật sự. Nếu không chú không trao trọng cái đó làm sao chú muốn cái giác ngộ thật sự được? Chú mà muốn ăn trái ngọt chú phải trồng là giống quý mới có trái ngọt được. Mà chú không trồng chú muốn có làm sao có được, phải không? Muốn có trí huệ thật sự mình phải học thôi. Thì mình nhận định quá gì quy luật nhân quả của nó là mình phải học. Cái đó cũng thuộc về quy luật nhân quả. Vậy sao?
có mới có học mới biết được chứ. Cái nhân của mình học thì cái quả của mình mới sáng suốt được, chứ cái nhân không học làm sao mà sáng suốt được. Chú muốn giàu có chú phải chịu gì, chịu cực cực khổ, chịu khổ, chú phải làm mày đêm, làm đêm làm ngày, tất cả mọi thứ phải để dành dụm tiền, mà chú không có dành dụm tiền làm sao chú giàu được. Phải biết tiết kiệm, phải tính từng đồng từng cách, tiền này xài gì cái gì, tiền kia xài gì cái gì, tiền nào để dành cho là giữ nhà, tiền tiền nào là để dành cho đi du lịch chơi. Chứ còn mọi thứ chú sử dụng trong một ngày một lần, bởi vì sử dụng hết cả đời chú làm cũng không có tiền để mà sống, để tích trữ làm giàu được giống như những người khác. Mình muốn làm giàu mình phải chịu cực, chịu khổ, ra công ra sức, tất cả mọi thứ, thức đêm thức hôm. Muốn làm giàu ngủ tới trưa làm sao làm giàu được, phải không? Muốn có giải thoát giác ngộ thì phải tu tập chứ, phải không? Mình mà không có nhân cái duyên mà học thức thì làm sao chú có được trí tuệ. Nhưng mà có người học có thì họ hiểu liền, có người học đã 10 lần cũng không hiểu, thì không hiểu. Thì nên nói cái mình không có nhưng mà rồi rồi cô thì hỏi cái tuệ chưa chưa sáng. Theo như vậy thì con biết rằng là những cái người mà họ thông minh đó là nhờ họ có làm điều tốt để họ có cái kết quả tốt. Đúng. Thì họ là những cái người thông minh. Nhưng mà còn cái những người nào giống như chẳng hạn những người bị autism, họ không thể nào học được, thì làm sao để mà họ có được cái nhân quả tốt để kiếp sau họ có thể tu được? Cảm ơn cô Thủy. Thật sự cô Thủy có biết không? Những người như vậy là vì do đời nhiều đời trước họ không gieo trồng rồi. Đúng rồi. Phải không? Họ không gieo trồng thì đời này họ phải chịu cảm quả bao đó. Tại sao vẫn trong có nhiều người họ thông minh, họ sáng suốt, họ là bác sĩ, còn nhiều người khác họ không hoàn không được? Bởi vì cái nhân họ không gieo trồng, không gieo trồng cái nhân bác sĩ, nhân trí thức từ đời trước. Vì có gieo trồng rồi, đời này đã khi mà đụng chuyện rồi thì nó phát sáng liền. Phải không? Thí dụ như những vị không có thuộc đại bi, có nhiều người học hoài không nhớ, mà nhiều người học chỉ một lần hai lần họ thuộc liền. Bởi vì sao? Kiếp trước họ đã có học rồi, tâm họ đã khai phát rồi, bây giờ họ chỉ ôn lại thôi. Thì khi gặp mắt đụng cái là tự nhiên họ phát hiện liền. Tại sao quý vị á, là đời này có nhiều người á, là tu học được, nhiều người không tu học được, cũng có nhân cái quả của quý vị. Tại quý vị không gieo, nếu quý vị kiên trì một ngày không được, nhiều ngày cũng sẽ được thôi, phải không? Nếu quý vị không kiên trì, không chấp lòng mình vào đó thì làm sao quý vị thành được cái quả, cái nhân mà thật sự quý vị muốn mà có. Bây giờ quý vị nói giờ muốn thật sự đi tu có sự giải thoát, quý vị chỉ nói không mà không có tu thì làm sao quý vị đạt được cái quả giải thoát? Mình vừa nói vừa thực hành. Thì lý thuyết của Đức Phật gì? Nói phải thực hành. Lời nói đi đôi với thực hành. Nói không hành, người ta cho lời nói suông, không bao giờ đạt được kết quả, mà người ta còn ghét nữa, phải không? Người ta còn ghét nữa thì vì sao? Mình nói hoa, có nghĩa là mình chỉ nói để dạy dỗ cho người khác thôi, mà cái sự thực hành thật sự mình không có, phải không? Mình cứ nỗ lực mình làm thì mình sẽ đạt được kết quả đó. Mình không làm, làm sao mà đạt được? Quý vị nói giờ con nó là muốn tu học giải thoát cái kiểu đó, nhưng mà sự thật ra rồi quý vị không bao giờ để tăng vào cái sự tu học, mà chỉ nói xuông thôi, thì là dù suốt đời quý vị cũng không có một cái gì trong lòng quý vị cả. Đó là thực sự, thấy không? Thì muốn có trí tuệ phải học mài dũa thôi. Ngọc muốn sáng thì phải dũa nó mới thành sáng chứ, nếu không mài dũa thì làm sao ngọc nó sáng được. Mình muốn có trí tuệ là mình phải học gieo nhân thật sự. Muốn có quả giải thoát, điều quan trọng là phải gieo cái nhân quý. Phải không? Cái nhân quý là gì? Mình phải tu. Tu bát chánh đạo, tu thập nhị xứ, tu thập bát giới, tu 37 phẩm trợ đạo, tu là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực. Phải không? Thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Mà bát chánh đạo là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, tất cả mọi thứ đều chánh hết. Nhưng nếu ngược lại thì chúng ta không có chánh kiến mà chúng ta tà kiến thì chúng ta đi lệch đường rồi. Thì chúng ta là vô thiền, xuất thiền nó không thông, phải không? Đi lạc đường rồi, nó không, đâu có còn chánh nữa. Thành ra cái gì mà chánh thì nó đối với tà, mà khi tà chúng ta không có, không cần chánh. Nó nếu dùng chữ tệ bất nhã thì đó là một cái phương pháp đối đại để chúng ta tu tập. Do đó thì chúng ta chưa đạt được đó, chúng ta phải dùng nó để đối trị. Mà khi chúng ta đối trị được rồi, chúng ta không cần dùng nó. Nó còn chúng ta, tại vì chúng ta tối quá, không có sự tu tập được, không có sự dạy ngót giác ngộ được. Đó, thành ra chúng ta phải mài giũa. Ngọc mới là bất trát bất thành khí, phải không? Nhân bất học và bất tri, bất tri lý. Không học làm sao biết được cái lý lẽ để mà biện, để mà nói được. Do đó là ngọc là phải mài giũa mới thành khí được, mới thành cái đồ để chuyên dùng. Ví dụ như giờ cái ly, cái tách này mà chú để một cái
để hoài trong bùn á thì không làm được, làm sao có cái những cái màu sắc như thế này, có trí tuệ chú bỏ vô đây biết bao nhiêu được cái ly màu sắc đầy đủ như thế này, phải không? Thì có trí tuệ, chứ còn đất mà chú đun mà đun không thì cái ly không thành cái ly đẹp như thế này, phải không? Chứ phải suy nghĩ như thế nào để thành cái thích, mà chú không học làm sao chú làm được, phải có học. Dù qua bất cứ ngành nghề nào, chú muốn bước biết sửa xe trước đó là chú phải gì, học nghề sửa xe của chú. Thì bây giờ chú mới thành gì, sửa xe thông thạo, gặp gì được liền. Chú Minh Tinh cần cái là chú chỉ cái là máy nó nổ, ông mà còn chú Minh Tinh không biết sửa hoài cái không nổ, đó là một cái sự thật. Dạ, để chúng hỏi thêm câu hỏi. Dạ con, các con đó nha, mẹ không nhớ. Dạ thưa sư cô, có một Phật tử mà bạn hỏi là tại sao mình thờ Phật là có chỗ thờ trên và có chỗ thờ dưới, và Phật A-di-đà, Phật quá khứ, tương lai và Phật hiện tại và tương lai và vị lai. Dạ, thì nhờ sư cô giảng cho Phật tử. Thật sự ra thì tối hôm qua có một cô Phật tử điện cho sư cô, có hỏi là nhân cơ hội hôm nay mình học cái lớp này là để giảng cho cổ, để cổ nghe trong cái bài giảng pháp của mình luôn, và cổ muốn gửi cho bạn cổ vì bạn cổ hỏi như thế này. Thì là nói tại sao nói là Phật, chứ Phật đồng nhau rồi, tại sao có Phật thời trên, thời dưới, tại sao có Phật Di Đà quá khứ, Phật Thích Ca hiện tại và Phật Đức Phật Di Lặc ở vị lai. Mà nói là Phật, Đức Phật ở vị lai chưa ra, tại sao chưa có tu tập, tại sao biết là Phật ở tương lai, phải không? Thì là sư cô cũng xin giảng cho đại chúng, để đại chúng hiểu thêm. Thật sự ra đó, Đức Phật A Di Đà quá khứ chúng ta chưa bao giờ thấy, phải không? Do Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta, Đức Phật biết rằng Đức Phật Thích Ca chúng ta là Đức Phật hiện tại, mà Đức Phật tương lai đó là Đức Phật Di Lặc chưa ra đời. Mà quý vị thắc mắc chưa ra đời tại sao biết thành Phật, phải không? Thì tại vì quý vị chưa nghe giáo lý sâu, chưa hiểu được, thành ra còn thắc mắc, đó là chuyện đương nhiên. Đức Phật Di Đà là Đức Phật ở quá khứ, Ngài có phát nguyện đó là vì sao? Phật với Phật đồng nhau. Mà nhiều khi Đức Phật Thích Ca cũng đã từ vô lượng kiếp ở quá khứ rồi, mà Đức Phật giới thiệu Đức Phật A Di Đà cho tất cả căn tánh của chúng ta. Bởi vì trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, với bất cứ một người nào trước khi lâm chung nhớ niệm danh hiệu ta, chắc chắn người đó sẽ được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Vì Đức Phật Thích Ca biết cõi Ta Bà chúng ta ngũ trược, nhiều ngũ trược, nhiều ơ nhiều nhơ quế, phải không? Ngũ trược ác thế mà chúng ta không có chuyên tâm để mà đi sâu vào kinh điển của Đức Phật, chỉ có lục tự Di Đà để gì? Để Phật tự dễ nhớ, để dễ nhớ, để dễ tu tập. Mà nhiều khi trước kinh lâm chung của gì quyết định bản sanh, có gì dưỡng tâm biết mình sắp chết không sợ, niệm Phật chắc chắn có gì sẽ bản sanh. Bởi vì sao? Mình đã có gieo cái căn lành rồi. Thì Đức Phật A Di Đà quá khứ đó là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu, chúng ta cũng chưa thấy, do giới thiệu mà mình có hình ảnh ra. Thì những hình ảnh tạc tượng của Đức Phật A Di Đà này do các vị ở tổ sư ở Trung Quốc phá ha, rồi là kêu thợ để tạc lên tượng Phật A Di Đà có một cái tướng hiệu hảo đẹp như vậy, để gì? Để chúng ta chiêm ngưỡng, thành tâm chiêm ngưỡng để chúng ta sanh phước báo, phải không? Để gì? Để tưởng tượng Ngài phát nguyện để Ngài cứu độ để vãng sanh. Nhưng sự thật kia, khi quý vị niệm Đức Phật danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chính quý vị là Phật A Di Đà rồi, chính quý vị vãng sanh ngay chỗ đó. Bởi vì sao? Đức Phật nói rằng tất cả quý vị là gì? Là sen, mà tất cả quý vị là Phật. Bởi vì sao? Phật đó là Phật còn ẩn, Phật chưa có hiện. Hiện giờ quý vị cũng vẫn còn vô minh, chứ Phật mà hết vô minh chúng giác ngộ thì chúng ta sẽ như gì? Sẽ thành Phật. Chúng ta nào còn mê, chưa giác. Mà khi chúng ta là giác, mà khi chúng ta đã giác rồi thì chính chúng ta là gì? Là Phật. Đó, thì là để tạo cho chúng ta có một cái niềm tin thật sự để chúng ta niệm Phật để cầu vãng sanh, phải không? Hiện giờ chúng ta còn hốt giác hốt mê, có lúc chúng ta nhớ niệm Phật, có lúc chúng ta quên. Do đó Đức Phật Thích Ca nhắc nhở chúng ta vì luật từ Di Đà dễ niệm, mà tụng kinh tụng chú nhiều quá gì đâu có nhớ. Vì sáu câu niệm Phật đó là chúng ta nhắc để chúng ta niệm, để chúng ta cầu vãng sanh, nhắc nhở chúng ta. Mà bất cứ một Phật tử nào khi mà sắp lâm chung là hai ngày hiện tại, mỗi ngày quý vị niệm Phật đi, chính quý vị là Phật, chính quý vị giác ngộ trong lúc quý vị đang niệm Phật đó, thì chính quý vị là Phật đó. Tại vì vì là Phật hiện tại rồi, phải không? Thì những người nào chết đó vãng sanh được thì chính là Phật quá khứ,
phải không? Rồi cái Phật tương lai, quý vị là có một cái xưng gì? Xưng Di Lặc. Vì Đức Phật đó là Di Lặc, do là truyền ký của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca chúng ta, là Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời vào ngày mùng 1 Tết, khuya mùng 1, khuya 30 là sáng mùng 1 đó, lúc 12 giờ khuya đêm là chúng ta giao thừa, thì là đón xưng Di Lặc luôn. Nhưng quý vị biết, tất cả quý vị là gì? Phật tương lai, tương lai sẽ thành Phật trong cái số qua nói mà. Phải không? Quý vị là Phật tương lai, Đức Phật là Phật hiện tại. Ta đã thành, quý vị là Phật tương lai, quý vị sẽ thành, thì tất cả quý vị là Phật Di Lặc hết. Nói về cái lý thật sự đó là gì? Cái lý tâm của quý vị giác ngộ, thì quý vị là tương lai, quý vị sẽ thành Phật hiện tại và tương lai, quý vị đều thành Phật hết. Thì tất cả quý vị là Phật Di Lặc hết. Đó là nói gì? Cái lý đại thừa. Và còn nói về cái sự bình thường thì chúng ta mong đợi Phật tương lai để ra đời. Mà Phật Thích Ca hiện giờ là gì? Đã nhập Niết Bàn rồi, cũng thuộc về gì? Thuộc về quá khứ rồi, phải không? Còn cách thờ phượng, bởi vì chúng ta biết ở nhà chúng ta có ông cố, ông sơn, ông nội với cha mẹ, phải không? Thì cái nào ông cố, ông sơn, ông nội, cha mẹ thì ai chết trước thời trước, phải không? Thì là ví dụ như giờ là ông nội chết trước, cha mẹ chết sau thì phải ông nội về chơi thời trên rồi, cha mẹ thời dưới. Dù nói Phật, Phật không bắt buộc chúng ta là phải thờ là tôi trên, tôi dưới như thế nào, Đức Phật không cần cái đó. Nhưng vì do tâm chúng ta phân biệt, trong chúng ta chắc nương vào đó, Đức Phật Di Đà vì Đức Phật quá khứ lớn hơn Đức Phật Thích Ca phải thời trước chứ. Sự Phật là Phật đồng nhau, khi đã thành Phật rồi tâm đồng nhau, quý vị muốn đợi thầy đợi thời đâu cũng được, muốn để chỗ nào mà quý vị cảm thấy thích được hết. Nhưng vì chúng ta sợ tội cũng dám đem vào phòng, phải thờ bên ngoài nhưng mà phải thờ cho trang nghiêm. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là một vị cổ Phật mà quý vị cho là Bồ Tát nhỏ, thành ra thờ phía dưới Đức Phật Thích Ca. Thì bây giờ quý vị thấy đi, ông cố thì thờ trên ông nội, tới ông nội ông tới cha mẹ của mình, thì quý vị cứ tưởng tượng theo cái sự bình thường như sự tôn trọng của chúng ta thôi, chứ Đức Phật không bao giờ bắt buộc kêu chúng ta là phải thờ tôi ở trên nha. Đức Phật không có cái gì, mình Đức Phật không có chắc, do mình chắc thôi. Do đó cái thờ trên thờ dưới không quan trọng, miễn làm sao tâm chúng ta thành thờ Phật trang nghiêm, đảnh lễ ngài bằng tất cả tâm thành thật bình đẳng lễ. Mình phải thành kính trong tâm chúng ta để lễ Phật, chứ không phải là ngã mạn cầu danh lễ, mình lễ để cho có thôi, phải không? Mình phải thật tướng bình đẳng lễ, mình phải lễ Phật bằng cái thật tánh của mình đối với Phật, chứ còn mình không phải là lễ cho sung sung, mình phải lạ như vậy mới đúng cách lạ, phải không? Do đó thờ thứ tự trên dưới gì đó chúng ta tôn trọng bằng cái tâm chúng ta thờ thôi. Cho Đức Phật không có bắt buộc chúng ta thờ trên thờ dưới, mà các thầy cô cũng vậy, cũng không bao giờ bắt buộc với thầy phải thờ trên thờ dưới. Nhưng theo cái luật thông thường, bởi vì Đức Phật Di Đà là quá khứ, do Đức Phật Thích Ca giới thiệu lại, thì chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca hiện tại đối diện với mà chúng ta Đức Phật Di Đà cho phía trên phía dưới không sao hết, vì cho đó do sự tôn trọng của chúng ta mà chúng ta thờ thôi. Còn muốn thờ Phật Di Đà phía dưới Đức Phật Thích Ca trên cũng không sao hết, phải không? Mà muốn để Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên Đức Phật Thích Ca dưới cũng không sao hết, bởi vì khi đã nói Phật rồi thì tất cả cái thể tánh nó bình đẳng với nhau, vô phân biệt, không còn có sự phân biệt cao thấp lớn nhỏ nữa, phải không? Do đó Phật tương lai hay Phật hiện tại hay là Phật quá khứ, tất cả đều một thể tánh bằng với nhau hết. Nếu quý vị có giác ngộ thì quý vị sẽ thành Phật thôi, phải không? Quý vị là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành, Đức Phật Thích Ca nói trong kinh Pháp Hoa, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Thì quý vị đã gieo nhân lành rồi thì tất cả quý vị là Phật tương lai, cái gì vậy? Phật chỉ là cần đòi gì nữa, phải không? Dạ. Rồi chứ Ni có câu hỏi gì bữa hôm hỏi sư cô tích trường gì đó mà sư cô à? 12 nhân viên trong cái cây tích trường đó là làm sao? Mà phải hỏi sao mới được chứ, cây tích trường không là sao? Trong đó 12 cái khoan là 12 giống cái đó đó. Không phải, sư cô nói cho nghe nè. Cái 12 khoan đó đó, phải không? Nói là 12 nhân viên, nó là cái bóc xích. Thì người ta mới làm cái tích trường do quý vị diễn tả trong đó quý vị làm ra thôi. Nó là một cái bóc xích dung minh nương với hành, hành nó có thức, tức nó có danh sách, danh sách của lục nhập, chúng ta học cái này lục nhập nè, với cái thập nhị xứ. Thập nhị xứ là chúng ta cũng là thuộc gì vậy, lục nhập đó là thập bát giới, phải không? Dung minh duyên hành, hành duyên thức, duyên thức duyên lục nhập, lục nhập duyên sắc, sắc thân hương vị xúc pháp thủ hữu tế là sanh lão bệnh tử. Đó là một cái mốc xích nó kết liền với nhau. Bây giờ quý thầy mới lấy những cái khoen đó kết hợp với nhau làm một cây tích trường.
cái đó chỉ cái giả danh thôi, nó không thật. Phải không? Mà mình phải hiểu nó bằng cái trí tuệ của mình. Cái tích trữ nó không là gì cả, phải không? Tích trữ nó không là gì hết, tại vì giống như cái micro và là hay là cái mỏ chúng ta gõ thôi, nó là một cái vật ở trong chùa đó để sử dụng xài khi chúng ta cần vậy thôi, chứ nó không có gì gọi là cho nó thiêng liêng cao quý. Mà cái thiêng liêng cao quý chúng phải hiểu rằng vô minh duyên hành thích đó là không, nó là cái móc xích nương với nhau. Bởi vì sao? Có vô minh chúng ta mới khởi lên thương yêu ghét muốn, thì cái hành đó nó tiếp tục nó đối diện với nhau đó. Hành thì chúng ta vận động qua cơ thể chúng ta, qua lời nói chúng ta, qua mắt, qua mũi, qua nhãn, ý nghĩ, ý thị thân ý của chúng ta. Vô minh duyên hành, hành duyên thức đó, cái hành đó duyên với thức nó tác động vào thức, duyên với danh sắc. Danh sắc là gì? Là nhìn thấy có đẹp có xấu, hoặc là chúng ta đi đầu thai. Cái danh sắc chúng ta đi đầu thai là bởi vì thân ngũ ấm đó. Còn nói là quý thầy làm một cái tích trượng đưa mang móc sắc đó, đó là do sự diễn đạt của chúng ta thôi, chúng ta làm ra thì chính không có gì gọi là quan trọng. Ví dụ như ngài Địa Tạng, phải không? Ở trong kinh Địa Tạng thì dòng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh, phải không? Bây giờ làm cây địa cây, ngài Địa Tạng có cái tích trượng rồi có những bốc lên gì để dòng cửa ngục, không có ai dòng cửa ngục được hết trơn, phải không? Đức Phật từ ngài Địa Tạng cũng không có vào địa ngục để cứu chúng ta kéo ra, mà tự chúng ta phải tự tu tự giải thoát. Đức Phật nói rồi mà, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, không có một người nào cứu được người nào cả. Đức Phật tu, Đức Phật giải thoát, nhưng vì chân lý của Đức Phật để lại nhắc nhở chúng ta, các con phải tự ăn các con mới no được, con phải tự tu các con mới chứng được, phải không? Giống như trong cái phẩm là ngày trong cái phẩm mà thứ mấy mà các vị các đứa con mà nó bỏ cha chúng đi qua nước khác, rồi cha phải giả bệnh về, rồi nghĩa là cha cho uống thuốc mà nó không chịu uống, phải không? Nó không chịu uống, nó cho là thuốc đó là dở không uống, rồi điên khùng mà không uống. Khi Đức Phật cho uống uống thuốc đó nó hết bệnh, rồi khi cha giả chết rồi nó về nó khóc lóc, nó phải gì là uống thuốc thì để gì, để gặp cha. Ví dụ Đức Phật đã cho chúng ta cái phương thuốc đó là gì? Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, 37 phẩm trời đạo để chúng ta tu tập. Đó là gì? Đó là dược liệu cao quý nhất của Đức Phật để cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn một có một cái nhân tu tập thật giải thoát thật sự, chúng ta phải dựa vào đó để tu tập. Đó là một cái căn bản mà Đức Phật đã cho ta. Đó là một cái gì? Là cái liều thuốc quý để chúng ta uống. Mà chúng ta uống là chúng ta giải thoát, chúng ta không uống chúng ta sẽ trầm luân đau khổ, phải không? Đó, do đó thì chúng ta phải tu tập mới được. Còn 12 nhân duyên đó là gì? Chúng ta phải tu tập tứ đế để diệt 12 nhân duyên, khổ tập diệt đạo, phải không? Để diệt 12 tứ đế. Mà trong đạo đó là có gì? Cái diệt trong đó là diệt vô minh, hành thức, danh sách, diệt hết. Để gì? Để trở về một cái trên tâm diệu hữu của nó. Nó còn là cái tích trường để làm, đàm có làm để hướng dẫn quý vị thôi. Chứ mình có thể sử dụng nhìn bằng cái trí tuệ bát nhã chiếu kiến ngũ uẩn hay không, thì cái 12 nhân duyên đó cũng là không. Bởi vì 12 nhân duyên nó đương vào ngũ uẩn của tồn tại, phải không? Như ngày đó là Vĩnh Gia, ngày Vĩnh Gia quyền giác nó nói nè: ngũ uẩn phù hư không cứ lai, tam độc thủy bào hư sức một, phải không? Thì cái vạn vật nó không hoài ngũ uẩn, mà nhìn xét cho tổ cùng ngũ uẩn nó cũng chỉ là không giả hợp. Nó người vô minh hành thức nó đương vào đâu? Cũng đương vào ngũ uẩn chúng ta. Mà tam độc tham sân si nó là gì? Nó cũng là vô minh duyên hành thức, nó cũng nương vào ngũ uẩn này, phải không? Chúng ta phải dùng trí bát nhã nhìn qua 12 nhân duyên đó là không, nó không tồn tại. Nó là một sức kết hợp nhau. Tại vì sao? Tại có cái này cái kia có, là ý tha duyên khởi tắc, phải không? 12 nhân duyên cũng là ý tha duyên khởi đó. Thì là các pháp đó là không. 12 nhân duyên nếu có phải dựa vào thân ngũ uẩn chúng ta mới có được. Bởi vì có thân này chúng ta mới biết có là vô minh, phải không? Là các việc không đúng đó là vô minh rồi, phải không? Ai ngủ đi bán xì ke ma tí nha lời bán xì ke ma tí đó gì vô minh liên liền. Mà ai ngủ thôi tôi đi chùa tôi không đi đâu, thì kiến thức của vị là có vô rồi, diệt được liền, vô minh liền. Chúng ta không đau khổ triền miên, không khổ tập diệt đạo nữa, không khổ tập nữa, phải không? Thì chúng ta diệt được nó liền. Nó do đó là mộng lý minh minh hữu lục thú, do mình mộng mới có cõi sáu cõi, phải không? Vì mình do mình mê
mình lúc nào mình cũng mơ mộng á, mình sống cõi đời là giả tạo là mộng mơ thôi. Thành ra mình có sáu cõi luân hồi, sanh đó, địa ngục, cõi quỷ, súc sanh, trời người. Mà chúng ta tu thập thiện, chúng ta được cõi trời, chúng ta tu nhân là ngũ giới, chúng ta là con người, mãi mãi là con người gieo hưởng phước báo tốt. Mà từ cái ngũ giới đó chúng ta đưa lên gì, đưa cái giải thoát giác ngộ niết bàn luôn. Bởi vì sao chúng ta gieo nhân á, là tu ngũ giới đó rồi, có cái phương pháp quá tuyệt rồi. Bởi vì dù là tỳ kheo hay là một hòa thượng cũng không ngoài ngũ giới đó. Đó mà ngũ giới đó là gì, cũng là vô minh trong đó. Nếu chúng ta làm một việc gì dâm dục, phải không, sát hại chúng sanh, nói dối, nói giọng ngữ làm người ta đau khổ thì vô minh nó dày đặc trong đó rồi. Sanh lão bệnh tử nó gì, nó tức tối, nó truyền miên, nó nói với nhau, nó không dứt đó. Thì chúng ta phải biết đó là gì, nó không sự thật tồn tại cõi đời. Do đó chúng ta phải diệt nó bằng mắt trí tuệ, dù có tích trường không tích trường, chuyện đó không quan trọng. Cái đó là do một người trong chùa muốn cần nghệ nhân để tạo nên đó thôi, phải không? Chứ còn sự thật ra đường ngày Địa Tạng cũng không có ở trong kinh Địa Tạng để diễn tả. Nhưng mà vì sao để diễn tả gì, để chúng ta tin tưởng có một người cứu rỗi, để chúng ta đưa nó tu tập vì sự thôi. Chứ còn nói về lý, quý vị giác ngộ rồi không cần tụng kinh, nó thật là vậy đó. Bởi vì tâm chúng ta luôn luôn trực sáng, mà chúng ta phải biết nó là sáng hay chứ không sáng thì chúng ta buông nó sẽ tắt à. Tại vì sao chúng ta phải tu tiếp tục tu nhiều đời nhiều kiếp, chứ còn một ngày một giờ thì nó không thể nào thành được hết á. Để chúng hiểu ha. Rồi sư cô có soạn, tại vì muốn giảng uẩn thêm cho quý vị đó, như nãy giờ sư cô nói đó. Bởi vì ngài Huyền Giác á, thiền sư á, ngài rất là thông tạo mà chân lý của ngài hay lắm. Rồi giải thích về vô minh này nè, cõi đời này hay tuyệt vời lắm. Nhưng mà để khi nào đủ duyên, tại vì nó còn nhiều giáo lý để giảng lắm, thành ra giáo lý mênh mông lắm. Chúng ta chỉ là một hạt cát trong sông Hằng thôi. Thành ra là mình mong muốn được nhiều quá nó khó lắm. Đầu chúng ta phải mở, mà chúng ta duyên chừng nó gài buộc nhiều. Thành ra là mở thì phải mở từ từ, chứ mở mạnh quá cũng không được, phải không? Thôi là chúng ta học tới đây nghỉ, là chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này cô. Cảm ơn sư cô.